Đây là chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Toàn ban phát thanh Sóng Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014, gồm tin tức và thời sự, giới thiệu các cơ sở thương mại, trở lại phần tin tức và thời sự, cuối cùng là ca dao và tục ngữ. Mở đầu phần tin ngày hôm nay chúng tôi gồm Minh Nguyên từ San Jose, Bùi Bích Hà và Vũ Trung từ Quận Cam xin trân trọng kính chào quý thính giả của hai miền Bắc và Nam California. Ngay từ lúc này có lẽ là khi mà chương trình Sống Vui Radio đang làm tức mới bắt đầu 12 giờ trưa thì cũng là lúc mà căn nhà Mystery House ở trên đường Winchester của thành phố San Jose khá là nổi tiếng đang còn rung 13 tiếng chuông vào trưa ngày hôm nay, vì hôm nay thứ Sáu ngày 13 thưa quý vị. Căn nhà này rất là đặc biệt và mới đưa sẽ gửi tới cho quý vị bản tin sau đó. Ngay bây giờ thì thời tiết San Jose lúc này 70 độ và ngày hôm nay sẽ cao lên là 81 độ. Ngoài trời bây giờ có nắng vừa phải, không có nắng nóng lắm, thành ra hôm nay có rất là nhiều trường trung học cũng như là các trường elementary ở đây cho các em ngày cuối và ra trường. Ngày mai thời tiết tương tự như thế này, thành ra trong cuối tuần này là Father's Day. Kính chúc quý vị có một tuần thật là vui và những cái ngày vui vẻ bên gia đình, nhất là bên người cha mẹ của mình. Cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai miền Nam Bắc California thời tiết ngày hôm nay tại Quận Cam của chúng tôi. Nhiệt độ cao nhất vào trong ngày được dự đoán là 76 độ và buổi tối là 59 độ. Buổi sáng thì có vẻ như là mát hơn, chỉ 68 độ mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ thì không biết là anh Trung và Huy Tường cũng như quý thính giả Quận Cam thấy thế nào. Chúng tôi nghĩ là cao hơn cái 76 độ nhiều. Và ngày mai là 78 độ, 60 độ. Và chủ nhật thì thưa quý vị, 77 độ, 59 độ. Nhưng mà sang tuần sau, quý vị sẽ có một tuần lễ mát mẻ hơn nữa, bắt đầu bằng con số 7 và 72 độ mà thôi. Hiện nay độ ẩm là 64% và chỉ số UV là 3, thấp hơn ngày hôm qua nhưng mà vẫn còn cao thưa quý vị. Trời có mây rải rác và gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Buổi tối thì trời trong nhưng đến khuya thì có mây và gió Nam Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thưa quý thính giả, thế là giải đá bóng thế giới đã diễn ra, và ngày hôm qua trong sự háo hức chờ đợi của rất nhiều tỷ con người trên thế giới, ba Tây đã mở màn với lại đội Croatia và dẫn đến tỷ lệ là 3-1. Brazil đã thắng 3-1. Và trong lúc chúng tôi đang tường trình cùng quý vị phần tin tức đầu tiên của Sống Vui trong ngày hôm nay, thì thưa quý thính giả của hai miền, đó là trận đấu giữa Mỹ Tây Cơ và Cameroon đang diễn ra. Và sau đó cũng trong ngày hôm nay sẽ gồm hai trận đấu kế tiếp nữa tính theo giờ California, đó là đến 3 giờ chiều thì quý vị sẽ xem trận Chí Lợi đụng độ với Úc Đại Lợi vào lúc 3 giờ chiều. Và lúc 12 giờ, tức là sau khi kết thúc chương trình phát thanh Sống Vui buổi sáng ở trên làn sóng của San Jose, thì Tây Ban Nha sẽ đụng độ với Hà Lan. Người ta chưa biết kết quả sẽ ra sao. Thưa anh, trận Tây Ban Nha với Hà Lan diễn ra vào lúc mấy giờ ạ? Thưa 12 giờ đúng không ạ? Tức là sau khi có lời chào từ biệt của Huy Tường hoặc là Minh Nguyên thì sẽ là Tây Ban Nha và Hà Lan. Tức là hiện nay đấy ạ? Dạ, hiện nay thì đang là Mỹ Tây Cơ và... Tức là 12 giờ đêm mà? Hay thế nào ạ? Bây giờ là 12 giờ 4 phút rồi. Ô, tôi xin lỗi, tôi tưởng 11 giờ. Bây giờ đang là lúc mà Tây Ban Nha đá với Hà Lan. Yeah. Vâng, chúng tôi cũng đang xin lỗi chị ạ. Mong ngóng chủ nhân của Sống Vui Radio đến, bởi vì được biết là cô đến Mỹ từ Hà Lan, cho nên chắc chắn là cô sẽ đứng về phía Hà Lan để cổ võ cho cái đội đã từng ở cái nơi mà cô tạm nhận là quê hương thứ hai sau khi rời khỏi Việt Nam, nhưng mà chưa thấy cô đến. Tôi bắt Tây Ban Nha, anh Trung nghĩ sao? anh tưởng bắt ai? Mình mới bắt ai? Thôi chắc bắt theo bà chủ cho chắc ăn. Khôn quá. Nếu mà có thua được bà chủ đền về không? Dạ vâng. Dạ, Hà Lan hay hơn anh. Hà Lan hay hơn. Theo Huy Tường thôi. Dạ. Thấy chưa? Thế là hai cao thủ rồi. Tôi đang hỏi anh là anh bắt ai thì anh nói Hà Lan hay hơn. Có nghĩa là anh chưa đưa... Dạ, bắt Hà Lan. Bắt Hà Lan đấy. Khen Hà Lan hay hơn tức là bắt rồi đấy. Hai người này khôn quá, bởi vì nếu có thua thì chủ sẽ trả tiền cá độ cho. Đúng lý là tôi cũng sẽ chạy theo phía Hà Lan, nhưng mà tại vì Huy Tường cho nên tôi thích đi ngược lại là Tây Ban Nha sẽ thắng Hà Lan. Dạ, tức là trong dự đoán thôi.
Tức là chúng ta chia làm hai đấy, Vũ Trung và Bùi Bích Hà thì là Tây Ban Nha, còn Huy Tường với lại vâng thì bắt ở Hòa Lan. Một bản tin khá gọi là không có gây sốc nhưng mà nó hot ạ. Chưa phải, để mình đi từ từ, từ hot cho, từ nhẹ nhẹ cho đến hot ạ. Xin mời Minh Nguyên và quý thính giả của hai miền theo dõi. Một số các gia đình nạn nhân của chuyến bay Malaysia MH370 đã được bồi thường. Một số là bởi vì đã có 6 gia đình người Malaysia và 1 gia đình người Trung Quốc đã được đưa trước một số tiền là 50.000 Mỹ Kim. Và hiện nay thì số còn lại có người nghĩ rằng nó sẽ đòi bồi thường lên đến 175.000 Mỹ Kim cho mỗi một người mất tích. Thế tuy nhiên qua lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia là ông Hamza Zainuddin thì nói rằng là vẫn chưa tuyên bố máy bay bị mất tích hoàn toàn. Ông nói thêm khi mà muốn trả toàn bộ số tiền bồi thường thì phải đợi cho đến khi công bố tấn bi kịch của MH370 đã chính thức kết thúc. Đó là một cái câu sẽ tạo ra nhiều những cái suy nghĩ từ phía người thân có mặt ở trên chuyến bay mất tích MH370. Quay trở lại liên quan đến cái chuyện mà chính khách Việt Nam, tạm gọi là chính khách Việt Nam, đó là những dân cư Việt Nam, thì bản tin ở trên một tờ Nhật báo ở vùng quận Cam này là Viễn Đông, họ dựa theo tờ báo OC Weekly của Hoa Kỳ thì cho biết rằng là một người thương gia Việt Nam là chủ một công ty xây dựng đã bị câu lưu. Ông tên là Kevin Đỗ, tên thật tiếng Việt Nam là Đỗ Tuấn Khanh, 39 tuổi, đã bị bắt vào tháng 8 của năm 2013 cùng với một người bị buộc tội đồng lõa, đó là cảnh sát viên gốc Việt Nam tên là Anthony Dương Donner. Ông là một cảnh sát viên ở thành phố Westminster, nơi mà có đông đảo người Việt Nam cư ngụ. Vào đầu tuần này, cũng theo tờ báo OC Weekly, thì luật sư của ông Kevin Đỗ đã nói với chánh án tòa sơ thẩm liên bang David Carter rằng các ủy viên công tố liên bang không nên cho bồi thẩm đoàn biết về các mối liên hệ giữa ông Kevin Đỗ, tức là người đang bị câu lưu, với lại hai nghị viên có tên sau đây thuộc về thành phố Westminster. Một ông đang là đương kim, đó là nghị viên Andy Quack, và một ông đã từng là nghị viên nhưng mà hiện nay đang giữ một cái chức ở cái sở vệ sinh của một cái thành phố gọi là Midway Sanitary. Ủy viên của một, đó là ông cựu, ông cũng là cựu ủy viên của thành phố Westminster, là ông Tyler Diệp. Bản tin đưa một cái tựa đề đậm là hai chính khách Mỹ gốc Việt dính líu về vụ điều tra Kevin Đỗ. Cũng xin nhắc lại sơ qua là ông Kevin Đỗ là chủ nhân của cơ sở xây cất Đỗ Construction, đã sử dụng một cái người nhân viên của cảnh sát để đi đòi nợ, đó là ông Anthony Dương Donner, trong mặc sắc phục cảnh sát thành phố Westminster đi đòi nợ. Và theo báo cáo của tòa án thì đòi nợ tiền lời lên đến 60% và đã gặp lại sự phản ánh của những người bị đòi nợ. Và FBI họ đã tiến hành thủ tục điều tra cũng nhiều năm tháng vừa qua và cuối cùng họ đưa ra tòa cái vụ này. Có những bằng chứng và hình ảnh cho thấy rằng là ông cảnh sát gốc Việt Nam này đã lái xe cảnh sát của thành phố, đã mang súng ống và thẻ bài của một viên chức cảnh sát đến đòi nợ một cái người nạn nhân. Đó là cái sự kiện mà hai chính khách Mỹ gốc Việt dính líu về vụ điều tra Kevin Đỗ. Trở lại với chị Bùi Bích Hà. Vâng, xin mời Minh Nguyên ạ. Dạ vâng, thay thế vào những bản tin gây tại địa phương thì là một cái tin vui do sư Nguyễn Tâm gửi ra mà Minh Nguyên có được đọc và gửi cho Minh Nguyên theo cái email, là có tin vui từ quận hạt Santa Clara. Thưa quý vị, đã lâu nay khi mà cộng đồng người Việt mình ở đây cũng khá là lớn, đã không có một cái nơi để sinh hoạt cũng như là một trung tâm để phục vụ riêng cho người Việt. Thì bây giờ quận hạt Santa Clara với dẫn đầu là giám sát viên Cindy Chavez, dạ vâng, thưa quý vị, giám sát viên này đã ngỏ ý là sẽ bàn một cái ngân khoản, dành ra một cái ngân khoản để xây dựng một trung tâm, không phải là trung tâm sinh hoạt nhưng mà là trung tâm phục vụ cho người dân, và người dân đây là riêng cho người dân Việt Nam, thưa quý vị. Và vào ngày thứ ba tới đây, vào ngày 17 tháng 6 thì xin quý vị đến với lại trụ sở của quận hạt Santa Clara 70 West Heading để lên phát biểu cũng như là để đưa ra những nguyện vọng để mình có một nơi. Đây là trung tâm mà sẽ gửi tới cho quý vị những thông tin của quận hạt, tất cả đều bằng tiếng Việt. Đây là một cái điều rất là vui cho cộng đồng người Việt ở đây. Thành ra thay vì bản tin ngày hôm nay thì mình xin gửi tới cho quý vị phần tin thông báo này.
và mời quý vị tới ngày 17 tháng 3 vào lúc 1 giờ 30 trưa đến với quận hạt Santa Clara là 70 West Heading để tham dự buổi họp này của quận hạt Santa Clara và lên phát biểu. Xin quý vị đến và phát biểu vì chúng ta được nguyện vọng với lại các giám sát viên của quận hạt Santa Clara ở đây để nguyện vọng của chúng ta sẽ được thực hiện. Và mọi thông tin thì xin quý vị liên lạc với luật sư Nguyễn Tâm qua số phone 408-876-8766, 408-876-8766. Và Minh Nguyên xin trở lại với quý anh chị. Vâng, thưa Minh Nguyên, như vậy là có một cái buổi điều trần phải không ạ, để xin mở một cái trung tâm tiếp dân để giúp cho người dân người Mỹ gốc Việt có được những cái thông tin chính xác về các cái tổ chức chính quyền, những cái hệ thống hành chính hoặc là những cái dịch vụ mà người Việt Nam chúng ta có thể là vì những cái vấn đề cản trở về ngôn ngữ, về thời gian cho nên là không có được cái cơ hội thì tìm hiểu thấu đáo, cho nên là đã mất những quyền lợi đáng lẽ mình được hưởng, kiểu như là cái văn phòng dân cử mà dưới này, văn phòng giám sát viên dân đất huyện đã mở một trung tâm ở chỗ ngã tư đường Magnolia và McFadden đó, phải không anh Vũ Trung? Dạ vâng, đúng rồi. Thì vậy thì chắc là chúng ta phải kêu gọi cộng đồng người Việt Nam, vì chúng tôi cũng đã từng tham dự cái buổi điều trần này để trình bày cho các vị dân cử biết rằng là Việt Nam mình có cái nhu cầu đó là bởi vì cái địa dư ở nước Mỹ nó quá lớn, từ thành phố này mà di chuyển sang thành phố khác, mà nhất là những người Việt Nam mới nhập cư đó, không có phương tiện di chuyển riêng hoặc là phải đi nhờ vả con cháu hay bạn bè, mà phải đi một cái đường kính quá xa thì cảm cái vấn đề khó khăn cho họ. Cho nên nếu mà mở được ở địa phương mà càng có không nói là nhiều, bởi đòi hỏi những cái ngân quỹ để điều hành, nhưng mà nếu mà mở được những cái nơi mà trong cái tầm với của người dân thì đó là quả là hạnh phúc lớn, như là Minh Nguyên vừa mới nói. Và chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi là ước mong là người Việt chúng ta ở miền Bắc California có được một cái trung tâm như thế này thì sẽ được giúp đỡ rất nhiều trường hợp mình không biết kêu cứu vào đâu, thấp cổ bé miệng đó mà, phải không ạ? Vâng. Nói đến giám sát viên hiện nay là Janet Nguyễn, thì ngày hôm qua bà đã có một cái màn biểu diễn ngoạn mục ở tại hội trường Nhật báo Người Việt, trong đó không còn một chỗ chứa những người đồng hương đến tham dự, dẫn con cháu đến tham dự, trông cháu ngoại cháu nội xem đá banh cái trận đầu tiên Brazil với Croatia. Thì chúng tôi theo dõi phần tin ở trên Nhật báo Người Việt mà bằng video, thì giám sát viên Janet Nguyễn đã xuất hiện. Và đây là cơ hội cho bà để được expo ra trước những cái có thể tiếp cận với cái cử tri tương lai của mình. Tương lai của mình. Là có thể là cử tri thôi chị, nhưng mà chưa chắc đã tất cả mọi người đã bầu cho bà. Vâng, thì chắc chắn là cử tri tương lai mà. Nhưng mà cái hình ảnh khác đặc biệt là chẳng may bà là một người đá bóng khi bà còn bé. Vâng. Cho nên cái màn đá bóng của bà rất ngoạn mục. Đơn giản là được giới thiệu trước mấy trăm người ngồi xem chật hội trường ở bên trong bên ngoài. Thì ông tổng giám đốc của người Việt á, đưa một cái quả bóng tượng cho cái hình thù lá cờ của ba tây màu vàng màu xanh ở trên đó, quả bóng đây là order đặc biệt. Xong rồi ông ấy cầm bút ông ký tên đó. Xong rồi ứng cử viên Janet Nguyễn cũng ký tên trên quả bóng. Bắt đầu ông đưa quả bóng nhẹ trên sân khấu, đá nhẹ qua hai người biểu diễn đẹp lắm, nhẹ qua bên Janet Nguyễn. Và Janet Nguyễn co chân lại đá thật là slow motion, búp một cái, quả bóng may mà nó không rơi thẳng vào cái người ngồi hàng đầu mà nó bay bổng mà nó bay ra phía sau. Và rồi một người khán giả tham dự họ chồm cho họ tranh nhau cái quả bóng, thì có một người đàn ông chụp được quả bóng đó và ông ta đã mang về nhà làm kỷ niệm quả bóng đó. Nhưng mà trong cái hội trường đó thì thưa quý vị thính giả của hai miền là cũng có người phụ nữ đi tham dự nhiều lắm. Nào là vâng, các chị cũng mê đá banh lắm, mê bóng đá bóng lắm, chắc là có tôi, có chị thấy chẳng nhưng mà tại vì không có thì giờ thôi. Chúng tôi sẽ trở lại phần tin tức và thời sự với Minh Nguyên từ San Jose, Bích Hà, Vũ Trung từ Quận Cam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo, xin liên lạc 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website sóngvuiradio.com, sóngvuiradio.com. Vào lúc 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 6,
công ty stem cell tế bào gốc, stem cell tế bào da sẽ tổ chức buổi hội thảo tại tiệm Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story để giúp quý đồng hương tìm hiểu về hai sản phẩm nổi tiếng tăng cường sức khỏe, hiệu quả và làm đẹp làn da nhanh chóng. Stem cell tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, và serum stem cell tế bào da, hai lần một ngày má hồng da trắng. Tham dự hội thảo, quý vị sẽ được nhận hàng mẫu serum stem cell tế bào da và cơ hội trúng xổ số rút thăm vào đúng 1 giờ trưa cùng ngày với hai vé máy bay đi chơi Las Vegas. Chi tiết về ngày hội thảo này, Chủ nhật 22 tháng 6 tại Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story. Xin quý vị liên lạc 1-855-617-4074, 855-617-4074 hoặc vào trang nhà www.timlaituoisuan.com. timlaituoisuan.com. Hàng tháng đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, quảng cáo hữu hiệu, bài vở hữu ích. Muốn có thêm khả năng lý giải và ứng xử nhiều tình huống trong cuộc sống, muốn thưởng thức hương vị của tình yêu, tình vợ chồng, tình gia đình, tình người, muốn trở thành người phụ nữ duyên dáng, thanh lịch, hiểu biết, muốn cập nhật thời sự xã hội xung quanh mình, chuyện gì xảy ra, hãy tìm đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, tạp chí chuyên đề xã hội dành cho bạn gái mọi lứa tuổi, là mỹ phẩm hiệu nghiệm nhất, làm tăng thêm vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của quý chị. Quảng cáo và mua báo dài hạn, xin gọi 714-657-9970, 714-657-9970. Gốc 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 tế bào gốc stem cell, sản phẩm độc đáo tuyệt vời tạo nên vui hạnh phúc. Mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, nhức đầu kinh niên mất ngủ triền miên, bệnh tật tiêu liền mỗi ngày một viên, giúp ta tái tạo tế bào, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xưa. Thưa quý thính giả, đã là người tất không thể tránh khỏi bệnh tật khi tuổi đời ngày một chất chồng và những vết chân chim hằn sâu đâu đó trên da mặt. Tạp chí y khoa Lancet nổi tiếng Hoa Kỳ nhận định, cơ thể già nua hay còn gọi là aging, tức lão hóa, là một trong nhiều lý do chính yếu tạo ra sự cằn cỗi và bệnh tật. Stem cell tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, tăng cường năng lực làm chậm tiến trình lão hóa, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, hữu hiệu nhanh chóng, thích hợp cho mọi giới, không gây phản ứng phụ. Để có ý niệm về sản phẩm độc đáo giá trị này, chúng tôi trân trọng xin mời quý thính giả lần lượt theo dõi những trải nghiệm sau đây. Bà Anh ở Nam California kể lại căn bệnh khó trị của mình như sau. Tôi là bị táo với là kinh niên, mỗi lần đi bao mua men là khổ lắm. Từ ngày uống stem cell á, rất là dễ dàng mà không có phải dặn gì hết á. Chị có ngạc nhiên về cái kết quả nó nhanh như thế này không ạ? Rất là surprise. Nhiều khi tôi còn bị vấn đề hemorrhoid nữa. Tôi là dietitian, thành ra tôi cũng biết về vấn đề dinh dưỡng. Nếu những ai đã từng bị gao, bị đau thấp khớp, đi lại khó khăn như chị Nina San Francisco, bà Quyên Trần, chị Thúy, chị Mai Huê ở Oakland thể hiện qua ghi nhận sau đây, thì cũng phải đồng ý đó là những niềm vui không có gì tả xiết. Tôi gọi vô tôi cho biết là tôi đã uống 12 ngày, tôi cảm thấy rằng rất là hợp. Thứ nhất là tôi ngủ ngon, tôi ngủ sâu giấc. Cái thứ hai là làm cho những cái khớp thì rất là good. Em bị khớp rất là nặng, đi không được luôn. Em bị sưng xong rồi uống thuốc này nó giảm sưng, nó giảm đau, ngủ cũng ngon nữa. Em uống cũng được 2 tháng. Thế ba cũng khỏe, bây giờ ổng lên xuống lầu. Hồi xưa ổng đi phải cào cái cây đi, bây giờ bỏ cái cây rồi. Ổng bỏ gậy luôn, ổng đi đâu ổng phải chống gậy. Tại đau nhất khớp xương với lại ổng bị gao nữa. Mà cái gao nó cũng hết, bây giờ ổng hết cái gao luôn. Em làm việc nhiều quá, làm neo á, xương như một cục bự vậy đó. Cục u như cái đầu ngón tay cái á, nằm ngay chỗ cổ tay á, nó cứng ngắc à. Em đi bác sĩ nói là phải giải phẫu, nó đau mà nó sưng. Do hôm nay tự nhiên nó xẹp thôi, em phải đi làm cho nên em gắng chịu đau. Bác sĩ cho uống thuốc, em không uống luôn, em không dùng thuốc gì hết, chỉ uống tên xem rồi thôi. Thì giờ em uống 3 tuần thì nó hết, nó xẹp xuống rồi. Đúng là thành nhiều. Ông Vĩnh Bùi San Jose bị bệnh gao kiêng ăn đã 10 năm, nhưng nhờ stem cell mà nay ông tha hồ, cái gì cũng ăn. Ông ăn líu lo, nguyên văn. Bị gao ở cái bàn tay của ông là... 10 năm rồi, chân nữa. Tôi đi giày không có được, bây giờ ăn được, cái gì cũng ăn được, tiểu đường cũng không có. Được. Bây giờ nó này thấp xuống, bây giờ cứ ăn, líu lo, tôi không có sợ. Một nữ đồng hương ở tiểu bang Arizona cho biết bà không còn phải đập đầu mỗi lần đầu bị đau. Cái bệnh viêm xoang mũi kéo dài từ Việt Nam nay đã khỏi hẳn. Mời quý thính giả theo dõi. Bị giống như viêm xoang mũi từ ở Việt Nam qua tới đây.
coi như mỗi lần em nhức á là em phải kiếm cái gì đó, em phải đập vô cái chỗ này nè, nó cứ cứ cái đầu mình phải vô chỗ đó nó cho nó đã. Mới tuần đầu á em uống á thì giống như là cái feel á nó thay đổi là giống như cái da thôi, cái da mặt nó căng lắm mà không biết sao mà nó căng vậy thôi. Qua 2 tuần 3 tuần thì thấy cái bệnh nhức đầu là nó gòn, nó không có còn nữa. Đến đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi lời chứng từ những người đã sử dụng stem cell tế bào gốc, mỗi ngày một viên, bệnh tật tiêu liền. Mọi chi tiết xin vào trang nhà www.tìmlaituổixuan.com, tìmlaituổixuan.com, hoặc gọi 1-855-617-4074, 855-617-4074. Mỗi ngày một viên, bệnh tật tiêu liền, mỗi ngày một viên, giúp ta tái tạo tế bào. Xin vào website www.tìmlaituổixuan.com. Thưa quý thính giả, trở lại với phần tin tức và thời sự do Sống Vui Radio trong ngày hôm nay thứ sáu. Mọi chi tiết liên lạc với Sống Vui 1-800-785-8077, 1-800-785-8077 và email là songvuiradio@gmail.com. Tất cả những chương trình Sống Vui đều được lưu giữ trên trang nhà www.tìmlaituổixuan.com, tìmlaituổixuan.com. Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ là cái mùa bãi trường. Tức là một số các em tốt nghiệp ở trung học đang chuẩn bị vào đại học. Và cái mối lo âu của phụ huynh là nếu mà các em học những cái đại học mà có gọi là có tiếng tăm đó, thì cái học phí nó rất là cao. Và cái thời mà phụ huynh đi học từ thập niên 60-70, nếu mà các phụ huynh trong cái thời đó đã phải tự mình xoay sở một con đường nào đó, nhiều khi cũng không cần phải có cái student loan nữa mà vẫn qua được cái học trình đại học, là bởi vì cái thời đó thì cái thính giả cái tiền học nó rẻ và quý vị có công ăn việc làm tương đối là nó vững chắc, cho nên là mình đã có thể qua được. Thì cái kinh nghiệm quý vị giúp con em ngày hôm nay nó không có nhiều, cho nên là các em thì lại quá còn non dại, cho nên cũng chưa có biết rõ lắm về những cái rắc rối của những cái món nợ sinh viên mà sau khi các em ra trường. Thành ra thưa với quý thính giả, chỉ nhìn vào cái con số tổng quát hiện nay mà chúng tôi hôm qua có loan là 1.000 tỷ đó, thật ra là 1.000.2 tỷ theo cái con số tính cuối cùng. Và trung bình một học sinh ra trường, thưa quý thính giả, nợ 29.400 đồng là trung bình đó, có thể lên đến cả 100.000. Thì chúng ta có thể thấy được là họ nói rằng là cái hệ thống tài chính mà gọi là trợ giúp sinh viên đó, badly broken, nó đã bị sụp đổ một cách, gãy đổ một cách nữa là không có tốt. Và thưa quý vị, nếu mà cái khoảng cách mà giữa cái người sinh viên và những cái món nợ mà các em có thể vay mượn được, chính phủ đã rất là thận trọng và luôn luôn có một cái service gọi là debt counseling để cho các em đến nói chuyện với cái người counselor và phân tích rõ ràng là các em trong trường hợp các em cần cái gì, muốn cái gì và có khả năng đạt đến cái gì, thì sẽ cùng người counselor ngồi lại làm những con tính rõ ràng. Chứ không phải là tiền cái vào tay thì dễ, nhưng mà khi trả nó không có đơn giản. Và thưa quý thính giả, nợ của sinh viên cũng như là tất cả những cái món nợ mà không được miễn trừ trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ trừ phi nếu mà mình chưa kiếm được việc làm mới có thể xin defer. Nhưng mà khi kiếm được việc làm mà có cái paycheck đầu tiên đó, là đương nhiên là phải trừ cái student loan. Không có thể trốn tránh được, ngay cả vấn đề vỡ nợ cũng không có thể trừ được cái student loan. Thành ra đã nợ bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Thì quý vị cứ thử tưởng tượng nếu mà các em không được cố vấn một cách kỹ lưỡng. Và hồi trước đó, thì các đại học đã có những cái dịch vụ này. Thế nhưng mà về sau thì vì cái vấn đề chi phí đó, và cắt giảm ngân sách, cho nên cái dịch vụ mà làm counseling mà nghĩa là đối diện với một em học sinh nào đó thường mất 30 phút. Thì nhà trường không có afford nổi. Thế cho nên là về sau này cái dịch vụ mà counseling cho các em để mà nghĩa là cái bước chặn các em trước khi mà mó vào được cái đồng tiền vay nợ của chính phủ hay các ngân hàng tư đó thì nó không còn nữa. Cho nên là quý vị thử tưởng tượng là một em mà ra trường mà chỉ học cái ngành gọi là cái ngành mà rất là khó kiếm tiền, ngay cả Tổng thống Obama cũng phải công nhận trong cái buổi thứ ba vừa qua khi mà nói chuyện với các em, mà nợ tới thưa 90.000 Mỹ Kim mà cố học cái ngành gọi là liberal art thì làm sao mà. Vâng, 22 tuổi ra trường với cái bằng về nghệ thuật mà nợ đến 90.000 Mỹ Kim.
Thì thưa quý vị, rất là khó, cho nên là chúng ta cần phải cho con em chúng ta nhận được những cái sự cố vấn mà hết sức là kỹ lưỡng, và còn nếu không thì các em còn có thì giờ để mà chuyển đổi sang các đại học công thay vì đại học tư, và những chương trình học khác nó ít tốn kém hơn, thay vì mình nghĩ đồng tiền nó sẵn. Chúng tôi nhớ có thời chúng tôi mới sang đây, thậm chí các em sinh viên còn lấy nợ sinh viên để cho cha mẹ down payment nhà cửa nữa. Cái thời đó nó khác bây giờ nhiều lắm. Thành thử ra là có lẽ chúng ta cũng phải có cái thay đổi cái quan điểm, và nó đi sát thực tế hơn. Cho nên là cái thời khoảng để cho các em mà chú ý đến cái vấn đề tìm hiểu về vấn đề student loan á, nó thường thường tiến hành vào lúc mà các em chuẩn bị đi vào đại học, ghi danh vào các lớp, rồi lại phải mua sách vở. Cho nên cái nhu cầu tiền bạc nó cấp thiết lắm. Có khi không thể, mình biết là khó đấy, nhưng mà mình không có thì giờ để chờ đợi nữa. Đó là một trong những cái khuyết điểm mà khi mà chúng ta mang những nợ sinh viên quá nhiều và nó không có thích đáng với cái trường hợp mà các em đi học. Thành ra chúng tôi xin quý vị cũng là, nếu mà trường hợp ông anh hay bà chị đã chậm trễ trong cái kế hoạch để mà tìm hiểu, để mà có một cái kế hoạch tài chính cho mình khi ở đại học, thì các em đi sau đó nên được sự cố vấn của cha mẹ, cũng như là quý vị có thể vào internet bất cứ cái lúc thời điểm nào cũng có thể thấy được những cái cố vấn rất là tốt về phương diện này, để giúp con em khỏi có bị gọi là mắc vào những cái món nợ mà sau này gỡ không ra. Chưa ra trường đã nợ một cái nhà rồi thì bao giờ mà có thể mà trả hết nợ được. Nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hạnh phúc riêng, vấn đề những cái niềm tin vào cuộc đời, vấn đề mà các em có những bước đầu để gây dựng sự nghiệp. Thành ra tất cả bắt đầu cái student loan thì xin quý vị cũng lưu tâm và cho các em có được những cái sự cố vấn tốt ở những cái với những cái mạng lưới. Chúng tôi tin chắc là có nhiều cái sự so sánh ở trên internet để quý vị có thể hoàn tất cho các em cái nhiệm vụ này. Vâng. Minh Nguyên có lẽ sẽ đi thêm một số chi tiết, nhưng mình hứa, xin mời Minh Nguyên. Dạ vâng, dạ, thưa quý vị và thưa quý anh chị, Moon xin gửi tiếp thưa quý vị về cái bản tin vào thứ 6 ngày 13. Cái căn nhà này khá là đặc biệt và được gọi là Mystery, Winchester Mystery House. Và hôm nay như ngay lúc đầu Moon có nói là họ sẽ rung lên 13 tiếng chuông để đánh dấu hôm nay là ngày 13 tháng vào ngày thứ 6. Và cái căn nhà này được xây để mà theo cái huyền thoại của bà Sarah Winchester. Cái căn nhà này rất là đặc biệt và người ta nói nó đã được xây dựng theo có một cái lý lẽ gì đó. Và ở trong căn nhà có rất là nhiều những cái con số 13. Ví dụ như là căn nhà có nhiều cái cửa sổ, có 13 phòng. Căn nhà này có 13 phòng, có rất là nhiều cửa sổ thì có 13 cái cánh. Và có hầu hết những cái bậc thang trong căn nhà này là 13 bước. Căn nhà này mới đuyên kia lâu rồi mà không dám đi thôi quý chị, mà không biết là quý anh chị có dám đi coi những cái căn nhà ma như thế này hay không. Thì Nguyên thì chắc không dám. Trở lại với lại cái phần tin tức mà chị Bích Hà vừa đưa về giáo dục, thì Nguyên có nhận được một cái phần tin vui vui khi mà các bạn bè gửi cho về một cái, cũng là một người nói về giáo dục và những cái công việc ở trong nước. Thì cái ông này tên là ông Giàng Sao Phử, ông là Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc. Ông có nói trong một cái buổi họp rằng chúng tôi nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long, đến vùng này tôi thấy tình hình đi làm thuê và bán vé số rất phổ biến, nhưng có thu nhập cao. Thưa quý anh chị, mà đơn nhận được một bản tin như vậy thôi thì cũng chưa biết là ông có nói gì thêm hay không, nhưng mà nếu mà ông nói vậy thì Việt Nam mình chắc đâu cần đi học đâu ha. Thành ra đâu có sợ phải mượn loan như bên Mỹ này, tại vì đi bán vé số đi làm thuê và bán vé số là có thu nhập được cao rồi thì chắc là không có cần thiết phải lo lắng mượn loan như bên Mỹ. Thật ra thì trong cái buổi nói chuyện ngày thứ ba vừa qua tại Tòa Bạch Ốc với lại cái mạng chúng tôi có nói là Thumboa đó, thì là Tổng thống có nói rằng là không phải đại học đều tốt cho tất cả mọi người, và các em đừng có phí thì giờ trên đại học, ngụ ý rằng là không phải là em nào cũng có thể hoàn tất được cái học trình đại học, cho nên phải sớm biết mình biết người, nếu mà không được thì nên đầu tư vào những cái khác nó thực tế hơn, nó có thể nó giúp con đường ngắn cái thời gian mình phải tự huấn luyện như là Minh Nguyên vừa mới nói đấy. Nhưng mà ông vẫn nói rằng là sau cùng thì đại học cũng rất là quan trọng, nhưng mà không phải cho tất cả mọi người. Đã thành thử ra mình có thể mình liệu gươm gắp mắm và tùy sức mình, và nếu mà chưa được thì có thể là mình đi làm một thời gian. Cái cửa đại học của Mỹ nó mở lúc nào cũng mở cả, tuổi nào cũng có thể được đón vào. Thành ra một thời gian mình học thêm kinh nghiệm, mình có thêm những cái tiền dự trữ, rồi mình trở lại đại học cũng được, phải không Minh Nguyên? Nhưng mà chị hỏi Minh Nguyên thế này, câu hỏi hơi tế nhị, là Minh Nguyên có phải lấy financial aid của nhà trường không? Dạ thưa chị, may mắn là bên chưa có phải lấy, vì bên đang học những cái lớp cũng không có đến nỗi và phải là cao học, thành ra chưa có đợi. Vâng, cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều, bởi vì cái câu trả lời Minh Nguyên chứng tỏ rằng chúng ta có thể hoàn tất được học trình đại học
ở cấp bậc nào, mà nhất là khi mà chưa phải là hậu đại học đó, thì có thể là có không cần đến cái financial aid, trừ phi mà mình muốn có cái phương tiện quá dễ dàng. Thì khi mình nhận tiền thì dễ lắm, nhưng mà khi mình trả tiền thì là cả một vấn đề khó khăn. Cho nên là cũng phải tự chế trong vấn đề này. Cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều. Chúng ta không nhất thiết là phải bằng mọi cách nhận bất cứ các món nợ nào, để rồi sau này mình phải đắm chìm trong cái món nợ đó thì nó rất là nguy hiểm. Vâng, cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều. Nếu anh Huy Tường đã bị đặt cho cái tên là thanh niên lâu năm thì Minh Nguyên là sinh viên lâu năm. Thành từ ra thành được đặc miễn. Và hơn nữa với lại cái số lợi tức của Sống Vui Radio, thành muốn mượn nợ cũng khó lắm. Nên vợ chồng nói rất là đúng. Đây là một cái bản tin gọi là dẫn mặt. Đó là những chiếc máy bay vận tải, những chiếc máy bay của quân đội Nga đã dẫn mặt Hoa Kỳ từ năm 2012, mùng 4 July 4 cho đến nay thì Nga đã không xuất hiện trên bầu trời của Mỹ nữa. Nhưng mà hôm vừa qua, thưa quý thính giả, vừa mới vào đến không phận của Hoa Kỳ 50 dặm, còn cách bờ biển của California 50 mile. Bốn chiếc máy bay, nói là vận tải không phải, nhưng đây là những cái chiếc máy bay mà tanker của Nga, cái tên gọi của nó là Bear H Bomber, tức loại máy bay thả bom, và đồng thời là loại cái máy bay mà để tiếp tế nhiên liệu nữa. Bốn chiếc lù lù thật là to, vừa vào cách 50 dặm là F-15 của Mỹ lên chặn đầu luôn, nghênh chiến, áp tải, giống như cảnh sát mà áp tải là nghênh chiến. Ông F-15 làm chưa được nữa thì bắt đầu F-22 nhảy lên. Là thế là dẫn độ bốn chàng đi ra khỏi không phận. Thì cũng được cái bản tin nói rằng là người Mỹ đã sau khi tính cân đo đong đếm thì thấy gọi là Putin đang nắn gân tổng thống Obama đấy. Ông này ông bay vòng biển đông dậy sóng, xem nữa. Có ai nói gì không. Ông vào tới 50 dặm là hết cỡ rồi. Cho nên Minh Nguyên cố gắng đi học để trở thành người tài lên để mà bảo vệ tổ quốc Hoa Kỳ. Cách 50 dặm là gần lắm rồi anh. Gần lắm. Yeah. Thì bằng phân nửa từ đây đi xuống San Diego là phân nửa. Đừng anh cứ nói 50 dặm, đừng có nói gần xa. Thính giả đang khoái rất là Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ can đảm mà anh lại nói 50 dặm là yếu quá. tức là ý Huy Tường mà nói là giặc đến bên cửa rồi đó. Không phải, Hoa Kỳ họ nhừ cho vào gần. Cho vào để không có chối cãi, không có đứng. Vẫn còn kịp. Anh Trung nói về tí mày với căn nhà ma đi. Minh Nguyên ở dưới quận Cam của chúng tôi đó là có một căn nhà, nó ở ngã tư đường Euclid và Hazard. Từ khi mà tôi nhập cư vào đây năm 1986 đã nghe nói là cái nhà này không ai dám tới, bán không ai mua, bởi vì có cái truyền thuyết là ma ở đấy nhiều lắm, thậm chí người không nhà đó mà vào mà chích choác ở đấy đó cũng phải bỏ đi, không dám ở đấy. Thế nhưng mà Minh Nguyên biết sau một thời gian thì bây giờ cái khu đất đó trở thành một cái ngôi nhà rất là đẹp, sang trọng, mà một cái biệt thự. Người ta ở rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho nên nhiều khi cái vấn đề dư luận đó, nhiều khi mình cũng làm cho nó ghê gớm lên, cái tình trạng thực sự nó không có gì. Mình không dám vào, nhưng Minh Nguyên sợ không dám đến căn nhà ma có 13 bậc thang, có 13 phòng. Nhưng mà Minh Nguyên biết thế này này, chị là chị chỉ sợ ăn trộm thôi. Tại ăn trộm nó đánh mình được, chứ ma nó không đánh mình đâu. Thành ra không có sợ ma, chưa kể là ma nó thân thiện lắm. Mà con số 13 là cái con số mà may mắn của chị đó. Cứ ngày 13, ngày xưa ở Việt Nam, cứ ngày 13 là chị nhận được quà bên Mỹ gửi về. Thành ra nhất 13 thứ 6 lại càng hên nữa. Thành ra không nhất thiết là số 13 là xấu đâu. Mặc dù là khách sạn này, phòng ở trên các du thuyền này là không có con số 13. Bởi vì họ sợ con số đó mang cái cảm tưởng không may cho người khách sử dụng cái chỗ đó. Vâng. Chị Hà là may mắn là gặp ma tốt, người có người xấu người tốt thì ma nó cũng thế thôi. Nói về căn nhà ma mà góc đường Haza và Euclid thì không, tôi xin kể cho quý thính giả hai miền luôn. Nó là như thế này, tôi có đến một cái căn nhà ngay góc, hai căn nhà mới xây, một người làm chủ tức là gốc Việt Nam và một người làm chủ bên cạnh nữa là gốc Hispanic. Thì tôi đến gắn máy lọc nước thì có hỏi chuyện về căn nhà ma, thì hai vợ chồng lớn tuổi cũng nói rằng ma cái gì đâu. Hôm đầu tiên dọn vô bên nhà mẹ nó mở nước ra nghe ồ ồ ồ thì bà nói là ma. Xong rồi á, cái đêm thứ hai á, thì mấy tại khu đó là khu mà nó tối tăm mà nó vẫn còn nhiều cái tệ nạn xung quanh, như nó là một bãi đất trống để rất nhiều năm nhưng mà bỗng dưng có người đầu tư mua rồi xây lên đẹp lắm, xây hai ngôi nhà rất là đẹp. Thì mấy amigo mấy amiga đi chơi đêm á, nhậu xỉn say đi ngoài đường nói bô 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 tại nó lớn quá. Đi ngoài cái lề đường thì nói bà vợ lại khều khều. Ông ơi, anh có nghe cái gì không? Tại vì bà nghe bà không hiểu cái gì cả.
ông bà mễ chứ ma cái gì. Đó, đấy đấy là những căn nhà ma. Nó khổ. Không, chắc là bà phải hỏi, ủa chứ ma không phải không có ma mễ à? Bác nghe mà không hiểu, bà thấy nó ồn ào mà nó xa xa văng vẳng qua cửa kính thành từ đã từ ma. Đã. Nhưng chắc mà anh Vũ Trung có biết cái khách sạn ma ở dưới San Diego không? Anh mời, xin mời anh Tường kể. Ở trên đường trên lốt có một căn như vậy. Dạ. Không ai dám đến hết ạ. Ở dưới San Diego, nhà không, Huy Tường chỉ có nghe nói một lần thôi. Là ở dưới San Diego lúc mà Huy Tường làm việc ở dưới đó, là có một cái khách sạn đó là khách sạn ma. Dạ, không. Hôm nọ bản tin mình đọc ở trên Sống Vui đấy, anh Trung, có một cái khách sạn từ đây lên đường lên Los đó. Mà hồi xưa các cầu thủ mà bóng rổ đó, họ hay về, họ mướn ở đấy. Bây giờ họ cũng bỏ luôn, họ không dám, họ bảo sợ quá. Rõ ràng là có ma, tiếng kéo, bị tiếng bước chân trên cầu thang, tiếng đóng cửa, mở cửa mà không có ai. Đại khái như vậy đó, thành ra họ phiền quá. Tôi chưa gặp, thành ra chưa có thể nói là tin được. Nhưng mà có nếu khách sạn này nó không ma mà thành ma, nó vắng luôn. Là trên Los Angeles, nó làm chủ bởi một cái gia đình người Hoa, Đài Loan. Thì khách sạn này ở trên đỉnh của khách sạn đó, trên tầng, trên cùng đó, vâng, là nó có một cái bồn nước. Ừ, thì không rồi. Hiểu cái ông Mỹ nào ông chui vào, chỉ nhớ cái bản tin đó, ông chui vào xong rớt ông chết. Một cô chứ. Ờ, dạ vâng, chắc gì đúng một cô. Ông chết mà gia đình đi tìm, cuối cùng cảnh sát tìm ra là cô chết trong cái bồn nước đó, mà cái bồn nước đó là cái bồn nước dẫn xuống khách sạn là tắm. Mà thậm chí có những người đi muốn khách sạn là uống nước máy thay vì uống nước lọc tinh khiết. Cho nên từ đó là vắng luôn. Mà bây giờ hiện nay chủ nhân cái cơ sở khách sạn nó đang phải đối đầu với vụ kiện. Vâng. Một cô từ Trung Hoa sang, không biết làm sao mà rơi xuống cái đó, không biết dạ, là cô tự vẫn hay là cô nó sình ở trong đó rồi bắt đầu nước xuống tắm. Bà đây nói thậm chí người ô chết, tao nào tôi thấy cái mùi lạ lạ, mùi nước lạ lạ, mùi rửa mặt mà nghe nước lạ lạ mà không biết mùi gì. Cũng giống như nước mắm mình ăn, nó nhiều khi chuột nó rơi trong đó. Có đúng ghê hơn nên chung với nước mắm nó thơm. mùi xác rửa nó ghê lắm chứ không phải là nước mắm, anh Trung nói vậy sao được, chắc Tường đang mê nước mắm lắm đấy. Bây giờ quay sang những cái tình hình sôi động ở Iraq. Vậy. Thưa quý thính giả, ISIS là một tổ chức nói rằng là họ sẽ chủ trương là tạo ra những quốc gia. Quốc gia đó là những cái quốc gia tuân thủ theo cái luật Sharia cực đoan Hồi giáo. Tức là phụ nữ đi ra đường thì phải đeo khăn quàng. Và nam nữ thì không được gần kề nhau. Mà nhiều cái luật lệ khắt khe khác nữa. Họ chủ trương là tạo những cái đất nước Hồi giáo, thuần túy là Hồi giáo, viết từ chữ ISIS, tức là trong đó là gọi là Islam in Syria, in Iraq and Syria. Cho nên thưa quý thính giả, cái tình hình Syria là cái nước lân cận với Iraq, tiếp giáp với nhau bởi cái phần phía Bắc, và ISIS tự nhiên bỗng dưng là một bộ phận của Al-Qaeda, nhưng mà đi cực đoan hơn, đã trở thành một cái đơn vị gọi là chống lại chính phủ Syria. Và từ cái biên giới phía Bắc giáp với lại Syria, họ trong 3-4 ngày qua họ đã mở một cuộc tấn công thẳng vào nội địa của Iraq. Và thưa quý thính giả, trong chỉ một thời gian chưa đầy 48 giờ đồng hồ, họ xuyên qua nhiều thành phố ở Iraq và đến cái thành phố gần với thủ đô Baghdad là Mosul, được xem là thành phố thứ hai, thì họ chiếm toàn bộ và người dân đã bỏ chạy từ Mosul. Kế tiếp nữa là những thành phố chung quanh và ngay cả Tikrit là nơi mà Saddam Hussein gọi là cái nơi mà Saddam Hussein sinh ra và cũng là bị bắt luôn đó. Trước khi mà đưa ra tử hình tại Tikrit, rất gần với thủ đô Baghdad, họ gần như đang làm chủ tình hình cái thành phố này. Tổng số người tị nạn Iraq đã lên đến con số nửa triệu người. Và chính vì thế cho nên Thủ tướng Maliki của Iraq đã yêu cầu Hoa Kỳ là can thiệp khẩn cấp. Thế thì thưa quý thính giả, hiện nay đang tòa Bạch Ốc, ông Obama đang bối rối và ông cho rằng là cái chuyện đó là chuyện của you, chứ không phải chuyện của tớ nữa. Lý do là quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq 2.5 năm rồi, và sau khi đã huấn luyện và để lại một đội quân được Mỹ huấn luyện. Nhưng mà những người chiến binh này khi gặp cái đội quân ISIS tràn vào thì họ đã bỏ quần, bỏ áo, bỏ súng đạn, họ chạy. Những cái dự trù cái phương án để mà có thể giải cứu được, giúp đỡ được Iraq á, ngoài cái lời căn bản đầu tiên là yêu cầu quân Mỹ can thiệp, thì đây là cái giải pháp đưa quân vào, thì xem như tòa Bạch Ốc không có chọn lựa cái giải pháp này, chỉ còn có một cái giải pháp là dùng máy bay không kích để mà giải phóng những thành phố vừa bị chiếm đóng là Mosul và Vân á, thì phải đi qua Quốc hội. Thưa quý vị khán giả, đây là một cái đang cái chuyện đang nhức đầu. Thế tuy nhiên trong cái nhức đầu vừa phải này thì ngày hôm qua Iran là một nước mà đối đầu với Mỹ từ bao nhiêu tháng ngày này về cái chuyện mà nguyên tử với lại không nguyên tử.
đã chính thức cử 500 quân thiện chiến trong cái đội gọi là bảo vệ cách mạng của Iran, hỗ trợ cho chính quyền Iraq để mà chống lại đội quân ISIS. Người ta chưa biết tình hình ra sao, nhưng mà có lẽ là gấu phải trở đấu với gấu chị ha. Thì quân ISIS là quân nổi tiếng tàn bạo, đi đến đâu mà là treo cổ nó. Vâng. Dạ. Ồ, dạ vâng, thưa quý thính giả, nhạc đã lên rồi, chúng tôi lại hết giờ. Vâng, thì xin chào tạm biệt quý thính giả trong phần tin tức và xin quý vị đừng rời làn sóng của Sống Vui. Chúng tôi sẽ trở lại với phần ca dao tục ngữ sau một số thương vụ cả bảo trợ. Ông tưởng ông lạ tính hiền lành, ông nghe gì gọi là sắt máu là bắt đầu nhạc lên là gì? Cái khách sạn ở dưới San Diego là Del Coronado. Yeah. Khách sạn cái tên là anh thêm chút xíu có mỗi tên thôi, nó ma làm sao ma như thế nào? Từ khi mà cái ông mà Kate Morgan năm 1892 chết cho tới bây giờ là khách sạn đó là nó có những cái mà khi mà du khách đến á là có những tiếng ồn, rồi có những cái tiếng mà đóng cửa mở cửa, nói chung là rất là ghê rợn. Wow. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sống Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi góp ý xây dựng xin liên lạc 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website sóngvuiradio.com, sóngvuiradio.com. Stem cell tế bào da, chất tốt nhất tế bào giúp cho da. Stem cell đặc chế tuyệt vời làm cho da hạnh phúc. Tế bào cho da mỗi ngày 2 lần, mất dần nếp nhăn sáng đẹp như trăng. Mỗi ngày 2 lần trắng ngần đẹp xinh, giúp da tái tạo tế bào, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xưa. Thưa quý thính giả, thông tin dưới đây nhằm giới thiệu serum stem cell tế bào da. Thông tin này được bảo trợ bởi công ty Stem Cell tế bào gốc và stem cell tế bào da, có địa chỉ trang nhà www.timlaituoixuan.com, điện thoại 7146174074. Trước hết, serum stem cell tế bào da là tổng hợp 3 gộp 1 thành phần tế bào gốc của loại táo hiếm quý Thụy Sĩ, nho Gamay Pháp Quốc và một loại cam nổi tiếng Morocco. Serum stem cell tế bào da điều chỉnh tận gốc những tổn thương gây ra bởi môi trường sống độc hại, dinh dưỡng không đúng cách, sử dụng mỹ phẩm da không thích hợp. Serum stem cell tế bào da hoàn toàn khác các mỹ phẩm bình thường là vì nó có thêm chức năng tái tạo tế bào trẻ, khỏe mạnh hơn, để từ đó giúp sửa chữa được những hệ quả xấu, vết tích xấu gây ra bởi quá trình căng, tẩy, mài hay lột làn da. Serum stem cell tế bào da làm trắng sáng làn da, khít lỗ chân lông, chuyên trị nhanh chóng da bị đồi mồi, vết nám tàn nhang, da chảy xệ, da nhăn, da dầu, da khô. Chúng ta hay nghe bà Đoàn Lê Yến ở Ohio, người đã nhiều năm trông đợi một sản phẩm trị bệnh khô da của bà. Bà nói: da mặt mình nó mát lắm, mình thích nó không căng nắng á. Cái sản phẩm của anh á, tôi dùng 2 đêm rồi tôi thấy cái mặt tôi nó hồng lên mà nó mát. Tôi thử, tôi thấy tôi thích hơn mấy cái công ty kia tôi dùng á. Rồi tôi mới order luôn. Tại vì chị dùng tế bào gốc cho nên bây giờ có stem cell tế bào da thì thấy nhận thấy ngay là kết quả hơn không? Chị có nghĩ vậy không? Nhưng mà tôi xài của công ty khác rồi tôi cũng uống cái tế bào gốc. Xài cái mỹ phẩm khác nó đâu có bằng đâu. Có nhiều cái tế bào gốc trên thị trường nó bán nhưng mà nó không có work giống như cái này. Đối với bà Quyên Trần, ông Lê Hải, thành phố Westminster, California hay chị Đặng Thúy tiểu bang Illinois thì chữ chuyên trị nhanh chóng vết nám đồi mồi tàn nhang của serum stem cell tế bào da quả là không ngoa. Mời quý thính giả lần lượt theo dõi. Tôi bị những cái đồi mồi đó, từ đây xuống đây là nó chấm chấm đen đen, bên này cũng thế, mà bây giờ nó lạ ra. Mặt tôi nó bị đồi mồi nhiều á, tôi rất nhiều loại kem lắm mà nó không hết, thì bây giờ da mặt tôi nó trắng lại, giống như nó không có... Nó đớm nhiều, đổi chân lông nó không có to lắm mà cái da mặt nó cũng bớt nhăn đi. Dạ. Bao lâu thì chị thấy lạt dần cái đồi mồi ạ? 12 tháng. Có người cũng dùng serum stem cell tế bào da, ông nói rằng là cái sản phẩm này là một cái thần kỳ cho phái nữ. Bà nói là nó tuyệt vời luôn á. Thần kỳ mà tuyệt vời luôn á.
Bên cạnh đó, nếu như chị Trâm Texas ngạc nhiên thích thú vì da mặt chị trở nên đẹp, trông trắng mờn da không cần phải phấn son, thì chị Trang Phan ở Kentucky này đã tự tin hơn vì chỉ trong khoảng 10 ngày serum xem gel tế bào da đã giúp cho làn da của chị trở nên trắng da, mỏng da, đẹp da và giống như da baby Nguyễn Văn. Và đặc biệt nhất là những đốm đồi mồi cũng như bệnh da dầu khó trị kéo dài từ bao năm qua đã không còn nữa. Cái tôi thích nhất đó là cái da mặt nó căng, nó mỡn ra thấy rõ đó anh. Thì bạn thì họ nghĩ rằng ô bữa nay xài cái phấn gì mà sao da mặt đẹp quá vậy, xài cái kem giữ da gì ban đêm mà căng dữ vậy. Em không có bị nám nhưng mà em bị tàn nhang, lớn tuổi rồi nó ra đồi mồi đó. Mà bây giờ nó cái da mặt nó mỏng, nó ra nó trắng nữa nha, rất là thích luôn á. Chứ con em mình nó nhìn cái mặt của mình nó mới nói, nó nói bà mới lột da mặt sao da mặt bà đẹp. Bắt đầu mình mới để ý tới, vì nó lột cái con khỉ tao xài cái serum. Cái serum nó rất là tốt, phải công nhận luôn á. Cái mặt rò giống như là da của baby á. Cái da mặt của chị á, hồi trước á, mỗi lần mà chị đánh kem thì cái mặt của chị nó giống như cái chảo dầu rồi đó. Nó bấm đập lên rồi, bây giờ cái chị xài thằng này vô hả, cái da mặt của chị nó nhìn vô na tròn, không có một cái gì hết. Nó không có dầu luôn, nó không có bóng gì hết á. Chị sức bao lâu chị mới thấy nó work cho làn da của chị? 2 tuần á. Chị tên gì đấy? Chị tên là Trang Phan đó em. Chị là ở cây qua xem bác chị á. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Trang. Em chào chị. Cảm ơn công ty luôn á. Dạ. Cảm ơn công ty nữa. Serum xem gel tế bào da 2 lần một ngày, má hồng, da trắng không chỉ là sản phẩm của hy vọng và tự tin mới, mà còn là sản phẩm mà làn da của tất cả quý vị đang trông đợi. Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm serum xem gel tế bào da, xin vào trang nhà www.timlaituoixuan.com hoặc liên lạc 714-617-4074. 714-617-4074. Dùng tế bào da mỗi ngày 2 lần trắng ngần đẹp xinh, giúp da tái tạo tế bào. Xin vào website www.timlaituoixuan.com. Vào lúc 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 6, công ty Stem Cell Tế bào gốc, Stem Cell Tế bào da sẽ tổ chức buổi hội thảo tại tiệm Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story để giúp quý đồng hương tìm hiểu về 2 sản phẩm nổi tiếng tăng cường sức khỏe, hiệu quả và làm đẹp làn da nhanh chóng. Stem Cell Tế bào gốc, mỗi ngày 1 viên bệnh tật tiêu liền, và serum Stem Cell Tế bào da 2 lần một ngày má hồng da trắng. Tham dự hội thảo, quý vị sẽ được nhận hàng mẫu serum stem cell tế bào da và cơ hội trúng xổ số rút thăm vào đúng 1 giờ trưa cùng ngày với 2 vé máy bay đi chơi Las Vegas. Chi tiết về ngày hội thảo này, Chủ nhật 22 tháng 6 tại Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story. Xin quý vị liên lạc 1-855-617-4074, 855-617-4074 hoặc vào trang nhà www.timlaituoixuan.com. timlaituoixuan.com. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Và sau đây là chương trình ca dao tục ngữ do Bùi Bích Hà phụ trách. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sống Vui Radio để bước vào chương trình nói chuyện về ca dao tục ngữ. Cùng với chúng tôi vẫn có anh Vũ Trung và Huy Tường, hình như là Minh Nguyên rời rồi phải không? Huy Tường, vâng. Hôm nay không biết là nhị vị có câu gì không? Xin mời anh Tường. Dạ, mời anh Vũ Trung trước đi. Tôi nói về ca dao tục ngữ, nó có cái câu thưa chị Bùi Hà là mèo mù đớp cá rán. Mèo mù vớ cá rán. À, vớ cá rán. Mèo mù vớ cá rán, vâng. Cho ngáp phải rồi, tương tự. Đúng rồi, chẳng hạn phải rồi. Vâng, thưa quý thính giả, thật ra thì cái ngôn ngữ ca dao chúng tôi thưa trước với quý vị cũng như là chúng ta cùng nhận xét là cái ngôn ngữ rất là bình dân và rất là sát với lại cái ngôn ngữ mà người ta dùng hàng ngày trong các cái sinh hoạt giao tế giữa mọi người với nhau trong xã hội. Thế thì mèo mù vớ cá rán thì cũng có một câu khác nữa, có lẽ là lịch sự hơn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Đấy. Hay là một bài hát mới mẻ, văn minh, hợp thời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, đại khái như vậy.
Thế nhưng mà có điều rằng là nếu mèo mù với cá rán là, thưa quý thính giả, con mèo này đã mù, tức là trên nguyên tắc là không thấy gì rồi. Ngưng nghỉ chút để tôi xin hỏi xem nó có tương đương cái câu này không. Vâng. Cái câu này là cái cò lặn lội bờ sông muốn lấy vợ đẹp nhưng không có tiền, nó có ngang ngang không? Cái đó là ca dao tân thời anh ạ. Hoàn toàn khác cả chị. Đây là ca dao tân thời. Con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Còn cái làng về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng, tức là chàng đi gọi là đi thú ở biên phòng đấy, đi vâng đóng binh ở biên phòng thì vợ ở nhà nuôi con. À, cái cò lặn lội bờ sông vâng. Muốn lấy vợ đẹp vâng. Là người ta chế ra sau này. Dạ, ta chế ra tôi sau này. Xin trở lại với cái vâng. Điều mà chị đang trình bày. Vâng, vâng, thưa quý thính giả, mèo mù thì cũng như con người mù, tức là mình đã không thấy gì rồi. Thì cái người mù đó thì cái trời cho cái năng khiếu khác nó phải nhạy bén hơn để nó bù đắp sang cái năng khiếu đã cái gọi là cái năng khiếu đã mất thì đi. Vâng. Ví dụ người mù đó thì họ thính tai lắm. Họ thính mũi lắm. Là bởi vì hai cái giác quan này sẽ giúp được bổ túc cái mắt mà họ không còn nhìn thấy nữa, cái thị giác. Thành ra khi mà cá rán, quý vị biết là khi mình chiên cá rán á, là quý vị chắc là các chị là phải nhớ đóng cửa các phòng ngủ, vặn quạt ở cái hút ở trên bếp lên để cho nó thổi cái mùi cá rán ra ngoài. Cho nên cá rán nó rất là thơm. Thành ra khi mà chiên cá rán xong rồi mà để lên đĩa đó, mà chưa kịp đậy lồng bàn đó, thì cái con mèo tù là nó mù. Nhưng mà nó cũng đánh hơi được cá, nhưng mà làm sao nó nhảy được trúng vào cái đĩa cá để nó nhanh chung dùng chữ đớp đó. Nó đớp được cái con cá đó thì chắc phải có phần may mắn. Mặc dù mình không phải là con mèo cho nên mình không diễn tả được là có những cái radar nào ở trong nó để nó biết đích xác cái con cá rán nằm ở đâu, nó định vị được con cá. Nhưng mà các cụ thấy thế bảo ôi giời, đã mù rồi còn vớ đúng con cá rán, chắc là cũng là may mắn thôi, đại khái như vậy. Thành ra mèo mù với cá rán có nghĩa là một cái người mà được một cái may mắn gì đó, nó không xứng với lại cái tầm vóc của mình. Tức là mình không có giỏi giang, mình không có khả năng, mình không có tài cán, nhưng mà mình bắt được những cơ hội tốt và mình có thể mình phất lên từ cái cơ hội đó. Thì các cụ nói mỉa rằng là mèo mù với cá rán, tức là chẳng biết gì cả, thế mà gặp may thôi, thì thời thế nó đưa lên. Ví dụ như tôi tóc bạc rồi, không có vợ, rồi tự nhiên may mắn có được cô vợ trẻ hơn nhiều tuổi, thì cũng có thể xem như là mèo mù đớp cá rán không chị? Cái đó tôi chắc là không có mù. Cái đó thì là không phải không chỉ là may mắn mà mình dùng những thủ thuật khác nữa. Ví dụ sự khéo léo, sự chiều đãi, một cái túi tiền hơi nặng, một cái cuốn sổ ngân hàng nhiều con số, ví dụ như vậy. Vâng, chứ không nhất thiết là mèo mù. Nhưng mà tại sao có những cái câu mà nó trái ngược với nhau á chị? Ví dụ nó có những câu trái ngược nhau. Thí dụ như là câu con hơn cha là nhà có phúc. Hoặc là cha làm thầy con đốt sách. Thì nó mình nghe con mình thấy hơn cha là nhà có phúc. Cái này cũng cần tìm hiểu á chị. Vâng, thưa anh không hiểu được ạ. Trong khi có câu khác từng nói là mâu thuẫn á, là áo mặc sao qua khỏi đầu. Ý là khi mà mình mặc áo là mình phải chùm cái áo qua đầu mình đó, thì con cái không thể nào qua khỏi cái sự khôn ngoan của bố mẹ. Thế nhưng mà rõ ràng bây giờ mình có những cái áo mình không cần phải chui cổ. Mình mặc vào mà, đúng không? Thành ra một cái thời điểm nào đó nó có những cái mẫu mực mà bây giờ nó không còn áp dụng nữa. Ví dụ chúng tôi muốn trở lại câu này lâu lắm mà chưa có dịp đó, là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó. Thì mình sẽ phải xin nói sau để trả lời câu hỏi của Tường rằng là con hơn cha là nhà có phúc. Thì thưa với quý thính giả, thực sự giờ phút này không ai cắt nghĩa được là cái trứng nó có trước con vịt, con gà, hay là con gà có trước cái trứng hay con vịt. Không ai trả lời được cả. Bởi vì cái trứng nó xuất phát từ con gà hay con vịt. Thì có vẻ như là con gà con vịt đến sau cái trứng phải không ạ? Thế nhưng mà lại cái gà cái trứng lại từ con gà con vịt mà ra. Thế thì cái nào trước cái nào sau không ai trả lời được cho đến giờ phút này. Cho nên là khi mà con cái nó có cái sự khôn ngoan hơn bố mẹ thì đó là cái điều hiển nhiên. Cho nên là các cụ cũng rất là khiêm tốn để nói rằng là ôi, con hơn cha là nhà có phúc. Tức là nó con cái nó hơn mình đấy, hơn ở kiến thức, hơn ở những cái thời thế cho nó. Nhưng mà cái phúc đức gia đình thì vẫn phải nhờ từ nhiều đời tổ tiên để lại, trong đó có bố mẹ. Cho nên là các con có thành công cách nào cũng không qua khỏi được cái sự bảo bọc của gia đình. Nếu không thực tế trong đời sống thì bằng những cái phúc đức mà ông bà cha mẹ đã tích lũy được và để cho con cái. Đó. Thành cái thế khiêm nhượng các cụ, nhưng mà nó nói một cách khác. Là nếu mà bố mẹ không có kiến thức để cho con, để bằng với con, thì bố mẹ, ông bà có cái phúc đức để cho con, để từ đó mà con có thể
có thể tiến lên, có thể mà đẹp mặt với đời, ví dụ như vậy đó. Tại nên con hơn cha là nhà có phúc, cái chuyện đó khó. Chắc cái chữ hơn này nó tương đối ở một cái phạm trù nào đó thôi, chứ còn nếu mà cứ nói hơn theo nghĩa đen của nó mà là bố ông bố có ba bà vợ mà con nó năm bà vợ hơn thì đâu có phúc đâu chị. Hơn cái đó thì hơn dở, hơn cái dở thì mình không nên nói hết nhỉ. Cái hơn gì đó nó phải hay chứ hơn dở. Tại nên là con hơn cha là nhà có phúc, cái đó là một cái triết lý rất là hay của người lớn. Cái câu ca dao mà người hay đọc với con cò đó chị, cái vấn đề mà sáo măng á chị ạ. Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng, cái câu này không hiểu này chị. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Tại sao cái trong cái đục nó lại đau lòng cò con, cái nghĩa của nó là gì? Thế anh, cái câu đó nói đến cái vấn đề văn hóa và đạo đức của cái người đàn bà đó thưa anh. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi ông nào. Ông ơi ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào ông sẽ sáo măng. Ông hãy sáo măng. Ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Em bảo con cò mà đi ăn đêm. Em thấy em khi tiếng đêm nó gợi ra cái gì đó là nó không có minh bạch rồi. Đậu phải cành mềm nữa. Tức là gặp một cái hoàn cảnh nó sơ sẩy mà lộn cổ xuống ao. Tức là khi mà cái người đàn bà gặp một cái bước mà sai gọi là lỡ bước nào đó, xa chân lỡ bước nào đó đó. Thì ông ơi ông vớt tôi nào, kêu cứu một cái người giúp đỡ mình, cứu vớt mình cho mình có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu tôi có lòng nào thì ông hãy sáo măng, là nếu mà tôi thực sự là con người như thế, không phải vì tôi lỡ bước xa cơ, vì tôi sơ sẩy, thì lúc bây giờ ông làm thịt tôi. Mà có sáo thì sáo nước trong, mà cho dù có làm thịt tôi chăng nữa thì xin dùng cái nước sạch sẽ để nấu tôi. Đừng sáo nước đục đau lòng cò con, đừng có làm nhục cái người mẹ để khổ những cái đứa con. Thành cái câu đó, cái triết lý đó hay lắm đấy anh Trung. Tức là nói những người đàn bà trong cuộc đời nhiều khi có những cái lúc sơ sẩy, nhưng mà sơ sẩy rồi vẫn còn giữ được cái tiết giá của mình. Đấy, tức là cái ý thức của người đàn bà nó quan trọng hơn là những việc mà bà đã lỡ lầm phạm phải trong cuộc đời. Tức là có chê trách thì cũng chừng dạ, vâng, đúng rồi. Vẫn phải có tôn trọng, bởi vì đó là cái bước sơ sẩy mà con người ta ai cũng có thể sơ sẩy cả. Không những thế, khi mà anh làm nhục cái người mẹ thì làm nhục cả cái đứa con nó vô tội. Cho nên là mình thấy là anh thấy có những cái vấn đề gần đây đấy, nhiều khi đồng hương mình bất bình nhau cái gì. Đồng hương thì không đúng đâu, nhưng mà những người có sinh hoạt trong sân khấu chính trị hay là trong sân khấu thương trường mà không bằng lòng nhau, rồi mang nhau ra chửi rủa, thì giữa hai bên với nhau muốn chửi bới thế nào cũng được, nhưng mà những đứa con nó vô tội, những người phối ngẫu của họ vô tội. Đem ra mà làm như thế tức là mình đã tự làm cái tội ác ghê gớm lắm. Những người cử tri vô tội luôn chứ chị. Vâng, thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà anh nghĩ là những cái ngôn từ xấu mà nó là những con dao đó thì người ta sẽ thấy máu chảy vô cùng. Chứ không phải những lời nói nó không có, nó làm đau thương lắm nhưng mà nó không làm chảy máu, người ta không nhìn thấy, người ta chưa biết sợ. Thành hay ra quá là, vâng. Cảm ơn chị Hà nhiều. Anh Tường mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Em ơi, em vớt tôi nào. Sao không nói được nữa. Anh có lòng nào em hãy sáo măng, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng con anh. Vâng, thì cái thính giả đã hết rồi, hết giờ rồi. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật Father's Day vạn sự an lành và đầm ấm vui vẻ bên cạnh những đứa con hiếu thảo, và có những nhịp cầu nào đã gãy xin được nối lại trong ngày Chủ nhật này. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều và xin hẹn tái ngộ trong chương trình thứ hai.